thùng nước 5 lít của chúng ta. Đây, 5 lít đầy nha mọi người. Nó cần vô sẵn này. Nó dòng cần thì cần bên chính hãng. Giá thì chỉ 750 ngàn thôi. Rất là sinh viên, nhưng mà rất khỏe, rất bạo lực luôn. Rồi bây giờ sẽ kéo thử cho mọi người xem cái độ khỏe của cần và cái mức độ cong của cần tới đâu nha mọi người. Ok, sẽ tìm góc đặt camera. Đó, rồi giờ sẽ kéo cho người xem. Cây 3 mét, kéo là 5 lít nhất bổng. Nhất bổng bạo lực luôn. Mọi người yên tâm sử dụng nha. Đây nha mọi người, không biết nó đang đầy này. Rồi đây. Bên này. Nó rất là ngọt nè. Đó. Xong rồi nè. Cần này chỉ có thể tầm 6-7 kg có thể lên nổi chứ mà. Tôi test cho người xem cái độ không có cần nè. Nó dở đây nè. Đây nè. Đó, cao luôn nè. Không xi nhê gì nhưng mà rất là khỏe, rất là cao bò luôn. Nếu so với cần bạo lực mà giá rẻ của Bioner, Bioner 12 viết tới dòng Bioner của Legon đó, thì cây này độ cao khỏe quá cũng không thua nhưng mà đó. Được cái là phôi này, phôi carbon nó rất là nhẹ, nhẹ hơn cái dòng cần Bioner của chúng ta. Đó, đây mình lại nè. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cần ben mà giá sinh viên, cần ben chính hãng giá sinh viên 3 mét chúng ta vẫn còn hàng nha mọi người. Thì hôm nay ra đi cũng được 4 cây, thì hiện tại về được 7 thùng và 60 mấy 70 cây, hiện tại còn được 30 cây cuối. Về được 2 tuần gần hết hàng nha mọi người. Hôm nay ra đi 4 cây luôn nè. Cây cần mà ben giá chỉ 750 ngàn. Cây này cho mọi người vừa đánh lua mà vừa đánh lăn xê được luôn. Thì hôm nay có một anh khách, anh lấy kết hợp với cái máy Sina, anh về anh lua. Đó, lần trước có anh khách về, anh lấy một bộ về kết hợp giữa cây cần ben bố Vitus 3m chúng ta này và máy Sina 4000, chung là về đánh ổn. Thì hôm nay có anh khách này, anh lấy thêm hai bộ là hai cây cần ben của chúng ta và máy Sina 4000. Bộ này thì thứ nhất vừa đánh lua được và đánh lăn xê, đánh lăn xê cảm giác thì rất ok nha mọi người. Đọt cần chúng ta chỉ 2.8 thôi. Đó, đa phần đây, đây cũng một cái cần ben và máy Sina này. Và lấy thêm một cuộn cước Mekong Rai màu tím. Ok, rồi sẽ giới thiệu sơ lại cái cần này để cho một số anh em mới biết đến cái cần này tham khảo thêm nha mọi người. Chung ra đi cũng mấy chục cây rồi nha mọi người. Phản hồi lại của anh em rất là tốt. Cần nói chung là khỏe, rồi có test thử. Có clip test thử luôn cho mọi người là nhất tỉnh lên khoảng 5 kg, 6 kg vậy đó. Như là bữa 5 kg. Nhất tỉnh lên 5 kg, rất là khỏe luôn. Đây, cần chúng ta là cần cán liền, cán mút liền nha mọi người. Phía dưới cán có đóng một ben. Và trên cần có một cái mã vạch để mọi người check thông tin của cần. Bát thì bát thường thôi, của hãng luôn. Và khoen thì khoen Wuji. Đó, khoen Wuji. Khoen chân ca. Và phôi cần là phôi carbon. Carbon phôi của hãng Ben, chất lượng nha mọi người. Rất là dai, dai khỏe luôn. Thì cần này tổng cộng là nó có 2, 4, 6 khoen. 6 khoen cộng 1 đầu bu. Bản thân cần chúng ta, cái phôi carbon nó dẻo nên khoen nó sẽ sắp ít hơn một chút so với những cái dòng cần khác. Thì mục đích thì cho cần chúng ta đánh được đi xa hơn. Fuji thì xứ tròn nha mọi người. Và cái kiền phía ngoài chúng ta là kiền inox, rất là sáng.
và chịu được nước phèn nước mặn, nên mọi người có thể đánh trong môi trường biển được nè, hoặc nước lợ. Còn nước ngọt thì khỏi nói, không ảnh hưởng gì tới cái chân khoen của chúng ta. Cái gạch bon sắn mọi người nhìn thấy nổi gân lên nè, nổi gân lên, nó nên phôi cần chúng ta rất là dai. Cần này duy nhất một size 3 mét nha mọi người, size 3 mét. Cần thì màu đen, chỉ thì trang trí màu đỏ, đỏ sẫm và màu vàng, nên cần nó không nổi lắm. Màu thì nói chung là cũng trầm thôi, nhìn bắt mắt nha mọi người. Và thông số này, thông số của cần, tên cần là Ben Sport Voltage, và thông số tải, độ cứng của cần là MH cán mút IVA, IVA 12, cũng là phi phi kén chúng ta là 12 nha mọi người. Kén của chúng ta nè mài rất là bóng luôn. Và thông số 10 phi 10 là độ dài nó là 3 mét, lua của nó là 3 phần 4 tới 1 ô rách, 1 ô rách của nó là 28 28 gram nha mọi người. Và lai lai là 10 cho tới 20 lb, 20 lb thì khoảng 9 ký mấy, 10 lb khoảng 5 ký mấy, trong là lực mắc ráp của cái cần này thì khoảng 9 ký mấy. Còn lực dòng cá thì cá mười mấy 20 kg, thì với cần này thì mọi người đánh thoải mái. Còn cái lực mà chúng ta đóng đóng cá và đóng sóc giật sóc thì khoảng 9 ký mấy, cá tầm 9 ký mấy cho mọi người đóng thoải mái khi mà chúng ta lua. Còn khi mà chúng ta đánh ngâm đánh lăn xê thì cá mười mấy ký thì cần này chúng ta đánh vô tư. Và tải chì, cần này chì khoảng 80 gram cho tới 150 gram thì mọi người đánh xong, thì tầm chì cỡ đó là mọi người tải được. Sứ ta sứ Fuji nè, nhìn kỹ nó rất là sáng bóng nè, và được mài tròn. Nó khác với những sứ thường. Sứ thường thì nó sẽ có bốn cạnh, bốn góc. Nó đi dây sẽ không có mượt và nó sẽ không có tốt bằng cái sứ Fuji. Thì sứ Fuji cho người đánh được JBL khi mà người lua đi được JBL luôn. Và dòng khoen nó rất là rộng, đi dây rất là mượt. Nói thì phía sau rồi sẽ để thêm một cái clip test cần lại cho người xem, cũng như đầu clip mọi người có xem sơ qua cái clip mà nhấc tỉnh lên khoảng 5 kg nha mọi người. Nó bao cho người cần đánh khỏe luôn, và chính hãng của Ben, thương hiệu khá nổi tiếng của Mỹ. Đây trên cần có cái logo của Ben. Rồi ok, mọi người đặt hàng thì liên hệ shop rạng qua hai số điện thoại ở phía trên đây, hoặc là để địa chỉ ở đây mọi người có thể ghé shop xem luôn. Trước khi đi mọi người cứ lên Google Maps gõ là Lê Rạng hoặc đầu câu Lê Rạng, thì bên Google Maps sẽ chỉ đường mọi người đến tận nơi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người clip sau.